Câu chuyện giữa hai cậu học trò Minh Hiếu và Tất Minh, nguyện làm đôi chân cộng bạn suốt 10 năm đi học. Cuối cùng cả hai đều trở thành học sinh giỏi tỉnh và thi tốt nghiệp trên 28 điểm, đã để lại cho đời một câu chuyện tình bạn quá đỗi đẹp đẽ giữa hai cậu thiếu niên. Hành trình cõng bạn gần 4.000 ngày. Thương cậu bạn Tất Minh bị khuyết tật bẩm sinh từ lúc mới chào đời với hai chân bị liệt, một tay bên phải không thể cử động. Nam sinh cùng xóm Minh Hiếu đã ngày ngày tình nguyện cõng bạn đến trường từ năm lớp 2. Hai cậu học trò cứ dần gắn bó như thế, để rồi sau 12 năm, công đèn sách không phụ hai cậu học trò khi cả Minh và Hiếu đều đạt trên 28 điểm, không môn nào dưới 9 trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu đều sinh ra trong những gia đình làm nông, có bố làm công việc tự do nay đây mai đó, còn mẹ làm thuê công ty cách nhà hàng chục cây số. Tất Minh sinh ra trong gia đình nghèo ở xóm 1, xã Đồng Thắng, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Ngay từ khi lọt lòng, Minh đã không may mắn như bao đứa trẻ khác. Đôi bàn chân tật nguyền đã không thể đi lại được, cánh tay phải cũng chẳng thể cử động cầm nắm. Dù vậy, lớn lên thấy các bạn được đi học, mình cũng ước ao được đến trường, đến lớp, được học chữ. Gạt qua những khó khăn tật nguyền, mình quyết tâm đi học. Những ngày đầu đến lớp với Minh vô cùng khó khăn. Để có thể duy trì đi học, cầm bút viết đã là một sự cố gắng vô biên đối với cậu bé tật nguyền này. Ấy thế mà không những có thể biết đọc biết viết suốt những năm đi học, không năm nào Minh không được giấy khen vì học lực khá giỏi. Kinh tế gia đình không hề khá giả nhưng thương con, bố mẹ Minh cũng đã cố gắng tìm mọi cách để chạy chữa, nhưng mọi thứ dường như không thể thay đổi. Và rồi, bố mẹ Minh học cách đối diện với sự thật, con trai mình sẽ mang theo những khiếm khuyết cơ thể đến suốt đời. Mình chưa bao giờ tự ti về bản thân, thậm chí còn là chỗ dựa tinh thần cho cha mẹ. Mình thường tâm sự với cô, nay mai con muốn làm trong ngành công nghệ thông tin, chỉ cần ngồi một chỗ. Khi đó con sẽ kiếm việc, tự nuôi sống bản thân và cha mẹ sau này. Mình không thích nhận đặc quyền của người khuyết tật vì với Minh, em cũng là con người bình thường và em mong mọi người cũng đón nhận em với những cảm xúc và suy nghĩ vẹn nguyên như thế. Mẹ mình tâm sự. Nghĩ thương bạn không thể tự đi lại, Hiếu tình nguyện ngày ngày sang cõng bạn đến trường. Cứ thế suốt hơn 10 năm qua, trừ khi nghỉ hè, nghỉ Tết, hai bạn đều đến đón nhau đi học, đi chơi, cắt tóc cũng đi với nhau, không bỏ Minh buổi nào. Và lý do để một cậu bé 8 tuổi có thể đưa ra quyết định can đảm đó cũng giản dị như cách trò chuyện của Hiếu. Dù Minh sinh ra khiếm khuyết, nhưng chưa bao giờ bạn buồn hay oán trách số phận với ai. Nhìn Minh và các bạn tay chân lành lặn, còn bạn thì phải ở nhà, mình thấy thương bạn lắm nên quyết tâm phải làm điều gì đó để đưa bạn đến trường cùng. Thời điểm đó, đường làng chưa được giải nhựa, đến mùa mưa trơn trượt rất dễ ngã. Quãng đường từ nhà đến trường cách gần 2 cây số, mỗi lần ngã xuống đất, bộ đôi lại đành giấu bố mẹ cứ thế đi tiếp đến trường. Thực sự lúc mới bắt đầu cõng bạn đi, nhiều người cũng dòm ngó và buông lời đùa, thằng ý khuyết tật thì cho đi học làm gì? Đằng nào cũng bỏ học. Lúc đó mình không suy nghĩ nhiều, cứ đưa bạn như bình thường. Sau một thời gian, người ta cũng dần quen, kệ đi và không còn bàn tán về hai đứa nữa. Hiếu chia sẻ. Hơn 10 năm, gần 4.000 ngày, một quãng thời gian không hề ngắn trong cuộc đời của mỗi người. Vào mỗi ngày thì cả hai cậu đều dậy từ 4:30 để chuẩn bị đi học. Có lẽ trong cuộc đời của mình, điều may mắn nhất là được gặp Hiếu. Và lúc bắt đầu câu chuyện cõng bạn thì cả Minh và Hiếu đều mới chỉ học lớp 2, ở cái độ tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới. Nhớ về những ngày đầu lai bạn đi, Minh tâm sự đi đến đường đá, ổ voi hay ổ gà, Hiếu cứ thế băng qua chứ cũng không dám ngoặt tay lái vì sợ Minh đằng sau thay đổi tư thế đột ngột sẽ bị ngã xuống đất. Không chỉ có Hiếu mà cả gia đình hai bên đều rất sợ có thể gây ra thương tích cho Minh. Điều đặc biệt nhất ở đôi bạn cùng tiến đó là trong suốt 10 năm qua, cả hai em chưa hề cãi nhau. Để có sức khỏe cõng bạn, Hiếu thường xuyên tập luyện thể dục, ăn uống nhiều hơn. Trái lại với Hiếu, mình ngậm ngùi, em chẳng dám ăn vì sợ to béo, Hiếu cõng vất vả, thương bạn hơn. Không ai nói với ai, nhưng cả hai em đều thống nhất sẽ đăng ký học cùng trường, cùng lớp với nhau. Hiếu và Minh chọn học cấp 1, cấp 2 và thi cùng một trường cấp 3.
Những giờ học trên lớp, nếu Minh phải lên bảng giải bài thì Hiếu sẽ cõng bạn và đứng đó chờ đến khi bạn làm xong bài tập. 3 năm cấp 3 hầu như không hôm nào bộ đôi nghỉ học. Hiếu mà nghỉ thì Minh cũng sẽ nghỉ học theo luôn. Dần dần, người ta quá quen với hình ảnh hai cậu học trò cõng nhau đến trường. Năm lớp 10 thì chủ yếu Hiếu cõng bạn, nhưng đến năm lớp 11-12 thì ai cũng phụ được. Ai cũng sẵn lòng giúp đỡ Hiếu, kể cả học sinh khối khác. Có lẽ chính Hiếu là sợi dây gắn kết Minh với những học trò cùng trường và tiếp thêm động lực cho Minh hiểu rằng bản thân cậu cũng bình thường như biết bao con người khác. Hồi mới lên lớp 10, Minh thuộc diện học sinh được tuyển thẳng của trường, nhưng em đã cương quyết đến nói với thầy hiệu trưởng xin được làm bài thi như những học trò khác. Sau 3 năm, từ diện học sinh khá, cả Minh và Hiếu đã vươn lên dẫn đầu toàn khối và đều là thành viên trong các đội tuyển đi thi học sinh giỏi tỉnh của trường. Không chỉ có Hiếu bên cạnh, mà thầy cô và bạn bè xung quanh cũng rất quan tâm đến cậu học trò Tân Minh. Thầy hiệu trưởng cho phép Minh được miễn học thể dục và hai bạn được đi xe thẳng vào trong sân trường để tiện đưa đón. Sợ hai học trò lên báo quá nhiều ảnh hưởng việc học, hiệu trưởng đặc biệt căn dặn giáo viên bộ môn phải chăm sóc kỹ, để tránh bộ đôi mắc bệnh ngôi sao hay sa sút học hành. Tuy học hai khối khác nhau, Minh khối A còn Hiếu khối B, nhưng năm lớp 11, Minh lại đột ngột rẽ hướng sang thi học sinh giỏi tỉnh môn sinh để cùng Hiếu mỗi tuần đi học phụ đạo thêm trên trường. Từ một cậu học trò học khá môn sinh, Minh khiến ai nấy đều hết sức kinh ngạc khi đạt giải khuyến khích học sinh giỏi tỉnh, còn Hiếu cũng kịp mang về giải nhì khi chỉ cách vị trí dẫn đầu 0,25 điểm. Cô Sinh, giáo viên dạy môn sinh, chia sẻ, lớp học ròng rã chỉ có 3 cô trò, Hiếu thông minh và ghi nhớ kiến thức rất nhanh, còn Minh lại rất nỗ lực khi luôn hỏi đáp bằng được những thắc mắc của mình mà không hề e ngại. Đến năm lớp 12, hai bạn cũng tự hiểu phải rời xa nhau vì những ngã rẽ mới. Hiếu mong muốn trở thành bác sĩ, khát vọng sẽ giúp đỡ nhiều người hơn và cũng là tận tay chữa bệnh cho cậu bạn. Còn Minh thì lại mong muốn thành một kỹ sư chuyên ngành công nghệ thông tin để phù hợp với bản thân. Hồi đầu năm, Hiếu quyết định đồng hành với Minh theo học cùng trường đại học sẽ tiện đường đưa đón bạn. Thế nhưng, quyết định này bị Minh quả quyết từ chối. Nam sinh tâm sự, Hiếu đã cõng em đi suốt hơn 10 năm nay và đó là điều khiến em rất trân trọng bạn. Em chỉ mong Hiếu có thể hạnh phúc và theo đuổi nghề nghiệp đã chọn. Vì em mà bạn phải hy sinh thì em sẽ rất buồn lòng. Một cái kết đẹp cho câu chuyện tình bạn giữa Minh Hiếu và Tất Minh khi cả hai cùng bước vào giảng đường đại học với số điểm rất cao. Như một truyện cổ tích giữa đời thường với một tình bạn cao đẹp không vụ lợi và ý chí nghị lực mang tên Nguyễn Tất Minh.